Hello, lại chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Khám Phá nhé. Hôm qua là mình có dịp là làm cái clip đi chở keo và sẽ chạy con xe của mình về, nhưng mà về tới đoạn đường đây nhá. Đó. Và sẽ qua một con suối ở chỗ đây. Mà con suối đây lớn quá nên là hôm qua là mình không về được nha mọi người. Bỏ xe ở chỗ bên bờ suối đây được một đêm nhé. Và sáng hôm nay là mình sẽ quyết định chạy con xe đây để vượt suối để về nha mọi người. Vậy nhé, đây là xe đang lái hơi nhé, chuẩn bị vừa con xong cái mọi người đón xem nhé. Xe đang vượt sông rất là lớn rồi. Hello các bạn nhé, bây giờ xe đang chuẩn bị vượt con sông rồi. Hơn lắm rồi con xe con chim. Qua được rồi. Đây nha mọi người, mình vượt qua suối rồi nhá. Và xe của mình là không có thắng nha mọi người ơi. Tại vì xe là hôm qua là mình về đây. Mình mượn được một cái xích của một anh em ở chỗ bên làng nhá. Xích đôi mà mình cột không được cái bánh sau của mình nha mọi người. Tại vì vướng là sắp xì, vướng là nhít nên là mình cột vô cái bánh trước đây. Và mình sẽ cho mọi người cùng xem nhá. Đó, nó làm về cái bát đây nhá. Nó về làm về cái bát thắng đằng trước của mình rồi nhá. Nên là không có thắng nha. Hôm qua mình về là mình về bằng số rùa thôi nha mọi người. Và mình sẽ không có hơi nhá, xe không có hơi. Và mình về qua đây rồi nha mọi người. Và của buổi sáng hôm nay là mình kết thúc clip mình ở đây nha mọi người. Mọi người xem clip mình hay thì cho mình xin thật là nhiều lượt like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh nha mọi người. Gặp lại mọi người ở những clip tiếp theo nha.